Hi, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ thay một bộ áo mới cho ghế salon nhà mình nha. Đây. Đó, nó bị gắt hết nha, đứt chỉ hết gì nè. Mọi người thấy không? Đó, bị gắt đứt chỉ hết gì nè. Đó. Và bên đây mình mới mặc xong chiếc áo mới cho chiếc cho cái salon mình này nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mặc cho cái áo bên đây nữa. Tiếp tục mặc cho cái áo bên đây nha, thay áo mới bên đây nữa nha. Rồi mọi người chờ xem nha. Kéo thật thẳng nha mọi người, kéo cho nó thẳng luôn, không cho nó nhăn nữa. Bấm cho nó thẳng xuống luôn. À, để xong rồi, xong nha mọi người. Đó, mình đã thay áo mới, mặc áo mới xong cho bộ ghế salon nhà mình nè nha. Đó. Đó, mọi người thấy không, như mới luôn không. Đó. Đây, thay xong cho hai bộ ghế của mình bên đây nữa. Đó. Rồi mình xin kết thúc video tại đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người thấy hay hãy like, share, subscribe, chia sẻ, đăng ký kênh của mình nhé. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp như ý và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.